Thì này các anh Mạnh Thường Quân là cũng nhắn gửi cho cô để dành mua thuốc men với dạ. Tải sữa cho bé ha. Dạ. Cái này dạ. Cậu được khỏi thôi. Tôi dạ. Là hỏi bà này ở đây là biết. Tôi giờ không tiền, tôi cũng đi mượn. Dạ. Tả mua đồ tặng cho nó mà. Chứ lẽ thôi nó không bằng đâu. Bỏ vậy thôi. Dạ. Nhiều khi không có tiền, chứ đi mua 2-3 miếng có tiền ấy, thì mới đi mượn người ta đi mua. Thôi có bán lẻ không? Có, mình không tiền mà. Yeah. Không tiền mua 2-3 miếng, 1 miếng, 2 miếng. Mà này là không biết. Dạ. Dạ, cường xin chào cô chú, quý anh chị và quý Mạnh Thường Quân. Chúc cô chú và quý anh chị và quý Mạnh Thường Quân cũng luôn dồi dào sức khỏe. Thì bữa hổm cường cũng có đăng một cái video đó, bé Bích đó, bé Bích đó cũng bị 34 tuổi bệnh bẩm sinh, rồi ở số nhà 542 sẹt 152 thì đường Nguyễn Huệ khóm 4 phường 4. Thì do có hoàn cảnh thì bé cũng bị bệnh bẩm sinh, phường 9 nha con bác. Thì do cái hoàn cảnh đó thì bé cũng bị bệnh bẩm sinh, thì mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, thì bán cái nghề ở trước cũng bấp bênh thì cũng không thu nhập bao nhiêu á, thì cái chi phí của hàng ngày bé thì cũng vừa uống sữa ăn rồi thuốc men tả thì cũng rất là khó khăn cho cô. Thì bữa hổm cường cũng có được sự trợ duyên của trao tấm lòng của em Ngọc đó, thì cũng có đăng cái video lên. Thì hôm nay cường cũng lại tiếp tục trao tấm lòng đó từ anh Đông Nguyễn và anh Quý ở bên Mỹ, cũng như hỗ trợ cho bé cái phần nào cũng như là tiền tả, tiền thuốc men để cho cô đỡ cái gánh nặng trong cái hàng ngày. Thì đây là cái ngôi nhà của cô ở, thì phía trước cũng để một số vật nhu yếu phẩm đó. Thì hôm nay cường cũng đến để tận nhà cũng gặp gia đình để chia sẻ hoàn cảnh. Dạ cô, bữa nay mình con đến để thăm bé cô. Dạ. Sáng giờ mình bé có ăn gì chưa cô? Dạ, mới đút cháo hả? Dạ. Giờ này trễ mình cũng đút hả cô? Giờ chiều rồi đó cậu. Sáng rồi, trưa rồi giấc chiều. Dạ. Là nãy giờ mình đang đút hả cô? Còn
Dạ, thì hôm nay Cường đến để thăm bé đó. Thì cũng mẹ cũng đang đút cho bé để ăn cháo. Thì bé nhìn nằm ở trên giường đó thì cũng 34 tuổi rồi. Do cái hoàn cảnh gì đó, bệnh cũng khá lâu. Thì đây là bệnh bẩm sinh thì cũng bé nhìn rất là tội. Mấy chục năm rồi. Dạ, mấy chục năm đó cô. Dạ. À, lúc sanh ra là bị luôn cái gì cô? 4 năm rồi. Dạ. Lúc sanh ra mình có bé mới sanh ra mình cũng có đi điều trị không cô? Có đi nhập viện á. Dạ. Rồi cũng không được. Rồi đem về luôn. Dạ. Mà bình thường bé không có nói được tiếng gì hết con? Dạ không được cái gì trơn, ồ vậy thôi à. Dạ. Nhận thức được luôn. Dạ. Ừ. Nhìn bé rồi tả hả, hằng ngày á, trời ơi nhiều khi nhờ sàng xóm cô này nè, nhiều khi thấy con Nghiệp cũng... Dạ. Cũng mà dạ. Đây là những cái tả của bé hả con? Dạ. Dạ, một bịch vậy là mình mua khoảng nhiêu tiền? Cái này Mạnh Thường Quân ta cho đó. À, Mạnh Thường Quân cho. Tiền nó mua đâu. Dạ, Mạnh Thường Quân cho hả con? Ừ. Nhiều khi cho, nhiều khi cũng kẹt. Hết thì nó mua từng miếng chứ mà đâu có tiền, nó mua lận bịch, bịch mấy trăm ngàn là hết. Dạ, tả này tả người lớn hay nó hơi mắc hơn ha. Ừ, 200 mấy. Dạ, bệnh, dạ tả tả người lớn này nó mắc hơn bệnh tả. Tao không biết, tao mua tả này chứ nó không có xài được. Dạ. Nó xài nhỏ hơn. Dạ. Thì tao cho gì mình lấy đấy. Dạ, thì tấm lòng mà mình cho. Ừ. Đây, tả có 2 ít à. Ừ, bé ăn giỏi đó kìa, mình đút vậy là ăn hết không? Dạ, nó hoài, nó ăn hoài vậy. Dạ. Nó hạ hồng hoài vậy. Ủa cháo mình nấu cháo trắng gì không có gì hết trơn con? Tẩy đường. Tẩy đường hả? Ủa sao cái tô bé lủng luôn kìa, cái tô lủng cái gì? Ủa cái tô nứt cái gì? Nứt. À mình không còn cái tô nào á? Còn cái còn chưa dạ, là đập cổng không ạ. Chứ biết sao mình sợ mình để cháo nó cái tô nó nứt nó chảy á con? Dạ không biết sao. Dạ. Thì đây là cái hoàn cảnh ở xung quanh của nhà của mà gia đình hoàn cảnh của bé đó, của cô. Dạ. Phút sau thì cũng khá nhỏ nè, cũng là bề bộn ở sau nè. Bữa nay tại vì con mình không được khỏe rồi thành ra nó dạ. Cũng còn đồ của nó chưa có giặt được. Dạ. Nó cảm nó bệnh rồi chén rồi không á. Như bình thường bé ở đây thì ở gia đình cô ở đây mình cũng có thấy lâu lâu cũng như mà các con về có thăm không con? Không về được. Không về được. Ở Bình Dương á. Dạ, mà Tết có về không? Hồi đó không có dịch thì có gì à. Dạ. Nhưng mà bây giờ là từ hôm đó tới giờ nói chung là tiền còn không có gửi cho nữa. Dạ. Ừ. Chắc... bên đó người ta cũng bây giờ quá chừng rồi ai nấy mạnh ai nấy sống rồi. Dạ, coi như là cô ở đây tự lo. Đúng rồi. Rồi bên kia tự lo. Nhưng mà bà ở đây thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân người ta cũng cho chút đỉnh gì đó. Dạ. Rồi ở phường thì lâu lâu người ta hỗ trợ gạo. Thức mấy cái nhu yếu phẩm nè, sữa yếu bột ngọt rồi đó. Dạ. Thì lâu lâu người ta cũng cho. Dạ. Nhưng mà ví dụ nhiều khi có nhu yếu phẩm thì quan trọng cũng phải có tiền để nhiều khi mình xây sở như kia đó. Tiền thì ít lắm. Dạ. Chỉ có tới tháng thì bả được lãnh của nó được 801 thôi. Là 801 tiền tàn tật phải không? Tiền 550 với bả được 270 đó. Dạ. Tiền con tả không đủ. Không đủ mà chỉ bao nhiêu đó thôi à. Tả mới mua 2 bữa hết rồi. Dạ. Không nếu mà không cho nó mặc thì nó đái tùm lum hết. Dạ, thôi cô anh sao giặt giũ nổi, cũng dạ, lớn tuổi rồi. Dạ, mua tả nó mới mua hôm qua nó tậu rồi hết rồi. Dạ. Cái này là phong ở trên nó cũng rớt nè. Dạ, nó rớt nữa. Mấy con dạ, mèo. Xuống cấp rồi. Mấy con mèo, con chuột gì đó, nó không hay. Mà đừng có dịch thì cũng đỡ, con cái rồi nó cũng này kia rồi cũng đỡ. Từ ngày dịch tới giờ không có đứa nào tới lui gì đâu. Dạ. Một thằng thì ở Âm Kho, còn thằng thì ở Sài Gòn. Dạ. Rồi hai đứa con thì nói chung là đứa nào cũng nghèo hết, còn đứa ở Mỹ Xuyên, đứa ở Long An. Dạ. Đó, giờ dịch bệnh đâu có ai về được. Dạ. Giờ dạ, thua rồi giờ này. Ai nấy sống rồi. Rồi thôi nha. Ra cho ai hết. Bữa nay không có gì cho nó ăn với đường. Bữa nay mình không có mua gì ăn hả con? Không. Đồ ăn nó nhầm bữa có lại, nhầm bữa không có cậu. Dạ. Rồi ra. Chùi cái miệng kìa. Lấy cái giấy chùi cái miệng. Dạ. Kiến cắn chết cha. Rồi ra rồi không có gì. Cái khăn chùi ướt chùi đi để cái ngọt ngọt kiến lên á. Ngọt ngọt á, đường nó buồn. Trời nó bị kiến cắn quậy. Kiến hả? Ừ. Bò lên á, rồi nhiều khi con không sạch nở dầu đó. Rồi nhiều khi cắn thấy mẹ nhỏ luôn. Nói chuyện được không? Hôm nay chú lại trao tấm lòng của các chú bên bên Mỹ nè. Chú à, coi kêu nè. Miếng thôi. À, cười. Cắt kè.
chỉ em hiểu được nhiều đó thôi à. Chỉ hiểu được cái từ cá kè đấy ha. Cá kè. Hôm nay là chú trao tấm lòng từ các chú bên Mỹ này ha, để cho có tiền mình mua tả mua sữa uống ha. Chú nói chuyện với chú một tiếng thôi được không? Kìa, nó nói chắc rủa thì trời. Hồi đó giờ là mình không thấy nghe được tiếng gì luôn hả cô? Cười hay gì đó. Mà không biết cái cắt kè là cái từ gì mà nó hiểu là nó cười vậy, không biết làm sao. Dạ, chỉ nghe được từ cắt kè hả? À, kêu cắt kè thì nó cười sắc sắc vậy thôi. Dạ, Cường xin thưa cô chú anh chị thì bé chỉ nghe hình như nghe được cái từ là cắt kè thôi, nghe cái từ đó thì bé chỉ là mừng với vui nó, thấy không? Dạ, chị không nghe được từ gì luôn á hả cô? Cắt kè. Thì Cường thì cũng mong những mảnh đời khó khăn, những hoàn cảnh yếu thế cũng mong được vượt qua trong lúc khó khăn. Thì hiện nay bé thì cũng mình bẩm sinh. Thì hôm nay Cường cũng được sự cho phép anh Đỗ Nguyễn và anh Quý ở bên Mỹ cũng xin trích số tiền, cũng như để cho bé là trang trải trong cái phần nào, cũng như là tả nè, rồi dưới sữa thì cho cô cũng như là ăn uống hàng ngày, để giống như là để có phần dinh dưỡng cho các bé đó. Thì hôm nay cũng Cường cũng tranh thủ làm gì sớm thì cũng xin mạo phép trích số tiền để cũng như trao đến tấm lòng hoàn cảnh của bé. Đây là bé Ngọc Bích, hiện nay thì nằm ở trên mà giường, thì mà cũng như mẹ mới vừa đút cháo xong đó, thì Cường cũng mới vừa đi làm lại, giờ này cũng khoảng tầm gần 3 giờ mấy chiều á. Chú là cười hả? Nè, hôm nay chú đến chào tấm lòng của các chú bên Mỹ nè, anh Đô Nguyễn nè, với anh Quý nè. Cầm tiền được không? Cầm ngoan. Dạ. Đây. Cảm ơn chú ơi. Cảm ơn chú ơi. Ồ, giỏi quá ta. Đó. Dạ, thì hôm nay Cường cũng xin phép là trích số tiền của anh Đông Nguyễn là 2.500.000 đồng và anh Quý 500 đó, thì tổng số tiền trao đến hoàn cảnh đó là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng thì để cho bé cũng như có tiền như mua tả mua sữa thì trang trải hàng ngày. Đây số tiền là 3 triệu coi, cô đếm cho con, cô đủ chưa cô? Cái này 1 triệu. Dạ. Đủ chưa? À, dạ, thì ở đây là tấm lòng từ anh Đông Nguyễn gửi cho gia đình mình, đó là 2.500.000 đồng đó. Thì anh Quý ở bên Mỹ luôn là 500.000 đồng thì tổng số tiền. Thì hôm nay con cũng đến để trao tấm lòng đến cho bé đó, thì cũng như là bác cũng như đại diện là mẹ đó, mình có lời nào đến nói đến hai anh không? Dạ, biết nói sao giờ. Tôi thì cũng không có mấy gì biết nói chuyện. Bây giờ thì xin mấy cậu ở trên mà giúp đỡ cho con của tôi. Tôi rất cảm ơn mấy cậu ở đâu cậu? Bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Dạ. Thì bây giờ thì có cái chú gì lại mà cho tiền được bao nhiêu? Nói 3 triệu. Được 3 triệu. Tôi cũng rất cảm ơn mà mấy chú ở bên Mỹ rồi với cậu lại mà cho tiền nè. Dạ. Dạ, vậy thì tôi rất cảm ơn mấy cậu. Thì hôm nay Cường cũng xin chân thành cảm ơn anh Đông Nguyễn ở bên Mỹ và anh Quý cũng ở bên Mỹ, cũng đã yêu thương đến tấm lòng những hoàn cảnh yếu thế tại vùng Sóc Trăng quê hương. Thì do cái hoàn cảnh của cô cũng đã lớn tuổi bên trước bên sau, thì cũng đi không có đi kiếm tiền được, thì chỉ bán tạp hóa là bấp bênh. Thì cho nên nó thì cũng được gia đình cũng rất là vui mừng khi nhận tấm lòng số tiền 3 triệu đồng, coi như cái phần nào trong cũng trang trải trong lúc khó khăn. Thì Cường cũng xin chúc anh Quý và anh Đông Nguyễn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Thì hôm nay Cường cũng xin mạo phép đăng cái video này lên, nếu mà con cô bác thì cũng thấy hoàn cảnh bé cũng thật đáng thương đó, thì hãy đến cái địa chỉ trên. Còn nếu không đến được thì Cường sẽ làm cái nhịp cầu để trao đúng số tiền Mạnh Thường Quân, cũng như gửi tấm lòng giúp cho hoàn cảnh. Thì Cường cũng xin chân thành cảm ơn bà con cô bác cũng theo dõi kênh Cường Calamen trong thời gian qua. Cảm ơn.
cậu một tiếng thôi, cho cậu vui coi. Ê, cậu nhân tiền lại cho con nè, hiểu không? Cười. Rồi nhìn cậu có đó, cho cậu chụp coi. Cô này ở gần xóm, cô này lo cho con nhỏ này là hết áp luôn, thiệt tình. Bây giờ có ăn uống ăn cũng dẫn mua cho nó ăn. Đặt vô đây đi. Nhìn vô nữa hả? Tiền này các anh Mạnh Thường Quân là cũng nhắn gửi cho cô để dành mua thuốc men với dạ. Tải sữa cho bé nha. Dạ. Cái này cậu khỏi thôi không? Dạ. Khỏi bà này ở đây tôi gặp không tiền. Dạ. Đã mua rồi. Có rẻ thôi. Cũng là bây giờ mới vậy thôi. Dạ. Nhiều khi không có tiền, cứ đi mua 2-3 miếng. Có tiền có bán lẻ không? Có, mình không tiền mà. Dạ.